Theo thông tin mới nhất, được các nhà khoa học công bố ngày 14 tháng 10 trên tạp chí Dược học New England Journal of Medicine, 93 bệnh nhân nam tại Sierra Leone đã tham gia nghiên cứu sau khi nhiễm virus Ebola trong khoảng thời gian từ 2 đến 10 tháng. Đối với nhóm đối tượng nhiễm virus Ebola, trong thời gian 3 tháng, 100% mẫu tinh dịch cho kết quả dương tính, trong khi nhóm nhiễm Ebola từ 4 đến 6 tháng là 65% và nhóm từ 7 đến 9 tháng là 26%. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu sơ bộ vẫn chưa thể khẳng định liệu virus Ebola còn sống và còn khả năng lây bệnh hay không. Hiện Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ đang tiến hành những nghiên cứu sâu hơn để xác định điều này. Cũng liên quan tới dịch Ebola, nữ y tá 39 tuổi, người Anh Pauline Kafakay từng nhiễm Ebola và được điều trị lành bệnh hồi tháng 1, giờ lại rơi vào tình trạng nguy kịch khi các virus này có dấu hiệu xuất hiện trở lại trong cơ thể cô. Hiện cô đang được điều trị tích cực và cách ly tuyệt đối. Đây là trường hợp tái phát thứ hai sau trường hợp của bác sĩ người Mỹ Ian Crozier. Ngày 14 tháng 10, các nhà khoa học Mỹ công bố virus Ebola có thể tồn tại trong tinh dịch người đàn ông ít nhất trong 9 tháng. Điều này đã dấy lên sự lo ngại của cộng đồng quốc tế trong việc kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm này. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết trong 4 tuần vừa qua, không có trường hợp nhiễm virus Ebola mới tại khu vực Tây Phi. Mạnh Hùng, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Châu Phi,